Các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của môn vật lý lớp 12. Bài học hôm nay của chúng ta chính là chương 1 dao động cơ và chủ đề 3 con lắc đơn. Thì hôm trước chúng ta đã học bài về con lắc lò xo, thì chúng ta đã biết được là khi mà con lắc lò xo dao động thì nó chính là một dạng của dao động điều hòa. Thì hôm nay chúng ta học cái dạng thứ hai của dao động điều hòa chính là dao động của con lắc đơn. Chúng ta cùng nhau qua bài học mới. Về nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta có 5 phần. Một là mã chúng ta sẽ giới thiệu về hệ con lắc đơn cũng như là phương trình của con lắc đơn. Hai là mã chúng ta sẽ tìm hiểu công thức tính chu kỳ tần số và tần số gốc của con lắc đơn. Và thứ ba chúng ta sẽ tính về thiết lập công thức lực kéo về, lực hồi phục. Và bốn là mã chúng ta sẽ tìm hiểu công thức về vận tốc và lực ăn dây. Và cuối cùng là công thức tính cơ năng của hệ con lắc đơn. Rồi chúng ta qua phần đầu tiên, hệ con lắc đơn. Thì nhìn mình có thể quan sát dựa vào đây, đây là một cái hình ảnh minh họa của chuyển động dao động của con lắc đơn. Thì mình thấy là đối với hệ con lắc đơn thì nó sẽ bao gồm gì? Một vật, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ gồm có một vật có khối lượng là M, nó sẽ treo vào một đầu dưới của một sợi dây, và sợi dây này sẽ cố định ở một đầu ở trên. Và đối với sợi dây này nó sẽ có chiều dài là L. Sợi dây này sẽ là không giãn và khối lượng của sợi dây là không đáng kể. Và hệ dao động của vật khi mà treo vào một đầu sợi dây này là dao động của hệ con lắc đơn. Chúng ta qua phần đầu tiên, đó là tìm hiểu về phương trình dao động của con lắc đơn. Thì mình có thể quan sát bên hình này, đây là một con lắc đơn ở vị trí này gọi là vị trí cân bằng ô. Trước khi dao động thì vật ở vị trí đứng yên, và vị trí này gọi là vị trí cân bằng. Trong quá trình chuyển động thì vật nó sẽ dao động hơi bên giới hạn. Và cái giới hạn này hôm trước mình đã học, đó gọi là biên độ, ngay là vị trí biên của dao động. Thì sau mình đã học về dao động của con lắc lò xo, thì quỹ đạo của con lắc lò xo sẽ là quỹ đạo đường, là đoạn thẳng. Còn đối với là chuyển động dao động của con lắc đơn thì quỹ đạo của nó không phải là đường thẳng nữa mà là một đường cong. Rồi, đây là vị trí giới hạn. Thì trong suốt quá trình chuyển động từ cái vị trí cân bằng đến vị trí biên, nó sẽ tạo ra một cái cung là cung OB. Người ta gọi cung OB này chính là biên độ dài. Được không nào? Và cái góc hợp bởi dây ở ngay ở vị trí biên và hợp với lại cái đường thẳng đứng ra được một cái góc. Góc này gọi là alpha 0, và alpha 0 này người ta sẽ gọi đó là biên độ góc. Được không nào? Ở một thời điểm T bất kỳ thì vật nó sẽ ở một vị trí bất kỳ. Giả sử như ở thời điểm T thì vật đang ở vị trí D này, nó sẽ tạo ra một cung so với lại là vị trí cân bằng, một cung là OD. Và OD này, cung OD này ở vị trí bất kỳ ở thời điểm T này, người ta gọi đó là ly độ dài. Cái gì là chữ S, đúng không nào? Và lúc này ở thời điểm T, góc tạo bởi cái dây ở thời điểm T bất kỳ và cái phương thẳng đứng tạo ra một góc, người ta gọi đây là góc alpha, và gọi đó chính là ly độ góc. Và mối liên hệ giữa alpha và ly độ góc và ly độ dài nó sẽ như thế nào? Thì nếu mà góc alpha của mình là góc nhỏ thì lúc này mình sẽ có hệ thức liên hệ theo hàm toán học như sau. Thì cái góc alpha này sẽ bằng là cái cung dài S này chia cho cái chiều dài, hay người ta nói đây là bán kính của cái cung tròn. Alpha sẽ bằng S chia cho L, ly độ góc sẽ bằng ly độ dài chia cho chiều dài của sợi dây. Và tương tự như vậy, alpha 0 là biên độ góc sẽ bằng là biên độ dài S0 chia cho chiều dài L. Đây là mối liên hệ giữa alpha và S, alpha 0 và S0. Thì cô mong là các em sẽ thuộc cái công thức này. Rồi, chúng ta đi qua cái phần thiết lập phương trình dao động của con lắc đơn. Thì tương tự như mình đã, khi mà vật dao động với lại cái góc rất nhỏ thì nó sẽ là dao động như là một dao động điều hòa. Thì như hôm trước mình đã học về dao động điều hòa rồi, phương trình dao động của mình sẽ có dạng là x bằng a nhân cos omega t cộng phi. Thì lúc này x và s nó sẽ đóng vai trò như nhau,
và S0 và A nó sẽ đóng vai trò như nhau. Thì lúc này mình sẽ có được cái phương trình dao động của con lắc đơn là S sẽ bằng S0 nhân cho cos omega t cộng phi. Trong đó thì S chính là ly độ dài, còn S0 gọi là biên độ dài, được không? Và tương tự thì mình có thể thiết lập phương trình dao động theo cái ly độ góc. Đó là alpha sẽ bằng là alpha 0 nhân cho cos omega t cộng phi. Trong đó alpha chính là ly độ góc, còn alpha 0 là biên độ góc. Và lúc này nhớ dùng cho cô đó là alpha và alpha 0 này mình phải để đơn vị là góc là radian. Nhớ là radian không phải độ nha. Rồi. Tiếp theo thì mình cũng học rồi. Đối với dao động điều hòa thì vận tốc chính là đạo hàm của ly độ. Thì tương tự này mình có phương trình vận tốc V sẽ bằng đạo hàm của X. Là lúc này mình sẽ có được phương trình đó là V sẽ bằng trừ omega nhân cho S0 nhân cho sin omega t cộng phi. Và tương tự thì mình cũng học rồi, biến đổi từ trừ sin qua cos thì mình sẽ ra là cộng thêm góc b trên 2. Ngoài ra thì mình còn có thể thiết lập cái phương trình thêm nữa, đó là mình thay cái S0 này sẽ bằng là alpha 0 nhân cho L. Thì lúc này mình sẽ có V sẽ bằng là omega nhân cho alpha 0 nhân cho L nhân cos omega t cộng phi cộng b trên 2. Được không? Rồi tương tự như vậy mình sẽ thiết lập phương trình của vận gia tốc. Thì mình đã học gia tốc chính là đạo hàm của vận tốc, hay nói cách khác là mình đạo hàm cấp 2 của ly độ. Thì mình sẽ ra được phương trình của gia tốc như trên là bằng trừ omega bình nhân S0 nhân cos omega t cộng phi. Hoặc là mình có thể là trừ omega bình nhân cho alpha 0 nhân cho L nhân cos omega t cộng phi. Và từ đó tương tự mình đổi qua, từ trừ cos mình đổi qua cos thì sẽ là thêm cộng cho bi, được không? Và tương tự như hôm trước mình đã học rồi, mình thay cái S0 nhân cos omega t cộng phi này chính là ly độ dài S nè. Đó. Thì lúc này mình sẽ có phương trình A rút gọn lại. A sẽ bằng là trừ omega bình nhân cho S. Đó. Đây là cái gì? Đây là mối liên hệ của S và A, gia tốc và ly độ dài. Được không nào? Rồi, cô đã xong được ba cái phương trình dao động, phương trình vận tốc và phương trình gia tốc. Tiếp theo mình sẽ đi coi là cái mối liên hệ các công thức độc lập thời gian của mình như thế nào. Đây là ba cái công thức S, V và A cô đã thiết lập ở trước phần trước. Tiếp theo mình sẽ coi có công thức gì nè. Đầu tiên đó là công thức liên hệ giữa S và V. S chính là ly độ dài, còn V chính là vận tốc. Thì như tương tự hôm trước công thức của độc lập thời gian thì mình sẽ có là gì? X chia cho A tất cả bình cộng cho V chia cho V max. Và thay V max chính là A omega, tất cả bình thì sẽ bằng là 1. Thì tương tự như này, mình thay X chính là S, mà mình thay A chính là S0. Thì lúc này mình sẽ có công thức độc lập thời gian đối với lại con lắc đơn như sau. S chia cho S0 tất cả bình cộng V chia cho vận tốc cực đại. Mình thay là S0 nhân cho omega tất cả bình sẽ bằng 1. Và tương tự thì dựa vào công thức này mình sẽ rút ra một công thức khác. Ví là S0 sẽ bằng là S bình cộng cho V chia omega tất cả bình. Và mình có thể thay S này bằng alpha nhân L. Đây là công thức liên hệ giữa alpha và S này, như hồi nãy cô đã giới thiệu cho các em nè. Được chưa? Tiếp theo đó là công thức độc lập thời gian mối liên hệ giữa S và A và S, như hồi nãy cô đã thiết lập ở công phương trình gia tốc. Thì lúc này A sẽ bằng trừ omega bình nhân cho S. Và mình cũng tương tự thay S là bằng alpha nhân cho L. Thì lúc này A sẽ bằng là trừ omega bình nhân A nhân L. Cô đã giới thiệu về một số công thức của độc lập thời gian. Ngoài ra còn có một cái công thức độc lập thời gian giữa V và A. Thì hôm như hôm trước của cái bài dao động điều hòa thì mình cũng có thể thiết lập như sau. Vận tốc chia cho vận tốc cực đại tất cả bình cộng gia tốc chia cho gia tốc cực đại tất cả bình thì mình sẽ bằng là 1, được không? Rồi, tiếp theo cô sẽ giới thiệu về phần 2 La Mã các công thức tính chu kỳ tần số và tần số gốc của con lắc đơn. Về tần số gốc, omega sẽ bằng là căn của g chia l. Tương tự chu kỳ t, t thì mình học rồi bằng 2pi chia omega và mình thay vào thì mình sẽ bằng là 2pi nhân căn của l chia g. Và tần số f, f sẽ bằng là
omega chia 2pi tương tự, hoặc là 1 chia t tương tự, thì mình sẽ thay s là bằng 1 phần 2pi nhân cho căn của g chia l. Thì trong đó g mình đã biết rồi, đó chính là gia tốc trọng trường, đơn vị là mét trên giây bình. Và l này chính là chiều dài của sợi dây, đơn vị là mét. Và dựa vào các cái công thức của tần số gốc, chu kỳ và tần số, thì mình có một số lưu ý như sau. Lưu ý thứ nhất, omega, tần số gốc, chu kỳ t và tần số f này chỉ phụ thuộc vào hai đại lượng, đó chính là g và l, gia tốc trọng trường và chiều dài của sợi dây. Và hai cái đại lượng này là hai đại lượng đặc trưng của hệ, và nó không phụ thuộc vào cách kích thích dao động, được không? Trong đó l là chiều dài của sợi dây, nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường, còn g là gia tốc trọng trường thì nó sẽ phụ thuộc vào vị trí địa lý của nơi đặt con lắc đơn, cũng như là độ cao hay là độ sâu của cái đặt hệ con lắc đơn này so với lại mặt đất. Và khi lưu ý này, một vấn đề nữa đó là đối với lại dao động mà chỉ phụ thuộc vào những đặc trưng hay là đặc tính của hệ, người ta đó gọi là dao động tự do. Tương tự như hôm trước mình học bài dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn, thì cả hai đều chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ, và nếu mà bỏ qua cái lực cản của môi trường thì lúc này dao động của mình chính là dao động tự do. Đó, chúng ta đi qua một cái phần mở rộng. Cô có công thức t sẽ là bằng 2pi nhân căn của l chia g. Đặt tại cùng một vị trí, nếu mà mình chọn cái dây có chiều là dài l1 thì lúc này chu kỳ t sẽ là t1 như là trên này. Và tương ứng, nếu mà lúc này cô ở vị trí đó, cô đặt con lắc đơn có chiều dài là l2 thì lúc này nó sẽ dao động với chu kỳ là t2. Nếu bây giờ cô đặt cũng tại vị trí đó nhưng chiều dài của lò xo sẽ bằng là l1 cộng l2 thì lúc này t của mình sẽ là bằng công thức như trên. Các em lưu ý cho cô là mình có công thức chu kỳ t là bằng 2pi nhân căn của l chia g, đúng không? Thì lúc này mình thấy nếu bình phương lên thì mình thấy là t bình nó sẽ tỷ lệ thuận với lại là l. Thì lúc này l bằng l1 cộng l2 thì lúc này mình chỉ cần tỷ lệ thuận là t bình sẽ bằng là t1 bình cộng cho t2 bình. Và mình lúc này muốn tính t thì mình chỉ cần căn ra, đúng không? Chỉ cần nhớ dùm cho cô đó là t tỷ lệ thuận với l, t bình tỷ lệ thuận với lại l. Và tương ứng nếu mà mình thay dấu trừ thì lúc này mình sẽ là có dấu trừ ở dưới. Và trong trường hợp tổng quát lúc này, ví dụ như một đoạn chiều dài là A lần L1 cộng cho B lần L2 thì mình sẽ có công thức T như là trên. Và tương tự như vậy thì mình sẽ có thiết lập L, L1, L2 tính được F theo F1 và F2. Thì mình biết nè, dựa vào công thức F là bằng 1 phần 2pi nhân căn của G chia L, thì mình bình ra tương tự thì là F bình sẽ bằng là 1 phần 4pi bình chia G chia G chia L. Thì lúc này mình thấy là F bình nó sẽ là tỷ lệ nghịch với L, hay nói cách khác là F bình nó sẽ bằng L, nó sẽ tỷ lệ L với lại 1 phần F bình. Lúc này mình cũng tương tự mình thay vào. Đây là một cái ví dụ chương trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Một con lắc đơn dao động với phương trình F bằng 3 nhân cos pi t cộng cho 0,5pi. Tần số dao động của con lắc này là, thì mình tương tự mình đây là phương trình dao động, thì 3 này chính là biên độ, hay con đây là biên độ dài. Omega chính là bằng pi, và cái phần 0,5pi này chính là phi pha ban đầu, được không? Người ta đi hỏi tần số dao động có nghĩa là đi hỏi F. Mà muốn tìm F thì mình phải coi là F nó có mối liên hệ với lại tần số gốc omega. Mình đã có omega rồi, omega là bằng pi rồi. Thì mình lúc này mình tính F theo công thức là bằng omega chia cho 2pi. Lúc này mình chỉ cần thay số omega vào là bằng pi, và mình sẽ tính được F sẽ bằng là 0,5 hệt. Chọn đáp án là câu C. Tiếp theo câu 2. Thì tương tự đây là một câu về cái lý thuyết. Thì này người ta tính là chu kỳ dao động của con lắc đơn, thì mình đã học rồi, mình chọn đáp án là của A, t sẽ bằng là 2pi nhân căn của l chia g. Câu 3, t
tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g bằng 9,8 m trên giây bình, một con lắc đơn dao động với chu kỳ là 0,9 giây, cái này chính là chu kỳ t này. Chiều dài của con lắc là, có nghĩa là đi tìm chiều dài l. Thì lúc này mình đi tìm cái công thức mà mối liên hệ giữa chu kỳ và chiều dài, thì mình đã có công thức đó là t sẽ bằng 2π nhân căn của l chia g. Thì lúc này mình đã có tất cả các dữ kiện rồi, chỉ cần mình thay số vào thôi. Chu kỳ t sẽ bằng 0,9 giây, và mình thay lúc này gia tốc trọng trường g là bằng 9,8, thì lúc này mình tính ra chiều dài l sẽ bằng là 0,2, và đơn vị của mình là mét, mình đổi qua cm thì sẽ ra 20 cm. Đáp án chính là câu C. Tương tự ví dụ 4 thì có đề như sau: tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ t là 1,2 giây. Nếu chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kỳ của mình lúc này sẽ như bằng bao nhiêu? Thì mình có là cũng là công thức đi tìm mối liên hệ giữa chiều dài l và chu kỳ. T sẽ bằng là gì? 2π nhân căn của l chia g. Thì mình thấy là t này tỷ lệ gì? Tỷ lệ thuận với lại là căn l. Vậy nếu mà l này tăng lên 4 lần thì mình căn ra thì t lúc này chỉ cần là chỉ còn là tăng lên 2 lần thôi. Mình thay vào t sẽ bằng, lấy t ban đầu là 1,2 nhân 2 lần nữa là ra 2,4, và mình chọn đáp án là câu C. Rồi, cô đã đi qua cái phần mà về tính cái công thức về chu kỳ, tần số gốc cũng như là tần số của dao động của con lắc đơn. Thì tiếp theo và phần 3 là mã là mình sẽ đi tìm hiểu về lực kéo về, lực hồi phục. Như tương tự như bài con lắc lò xo thì mình cũng có công thức về lực kéo về là F bằng trừ K nhân X. Còn đối với lại con lắc đơn thì lực kéo về F sẽ có công thức là bằng trừ M nhân G nhân sin alpha. Trong đó M chính là khối lượng của vật, G là gia tốc trọng trường, còn alpha này chính là gì? Ly độ gốc. Và khi mà góc alpha, biên độ gốc mà gốc rất là nhỏ, nhỏ hơn 10 độ, thì lúc này mình thay cái sin alpha này lại thành là alpha. Thì lúc này mình sẽ có công thức F là bằng trừ M nhân G nhân cho alpha. Và tương tự thì mối liên hệ giữa alpha với lại S là alpha sẽ bằng là S chia L. Thì mình có thể thay alpha bằng S chia L ở đây. Đó. Rồi, mình thấy G chia L thì lại bằng gì? Mình học rồi, omega bình là bằng G chia L. Thì lúc này G chia L mình có thể thay bằng omega bình. Thì mình cũng được cái công thức của F như là như sau: bằng trừ M nhân omega bình nhân S nữa. Rồi mình, cô sẽ rút ra một số lưu ý sau. Tương tự như là của con lắc lò xo thì lực kéo về này cũng luôn hướng về vị trí cân bằng, và nó sẽ gây cho vật, cái lực này chính là cái lực gây ra dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận xét thứ hai đó là gì? Lực kéo về này mình thấy là nó sao? Nó tỷ lệ với lại ly độ dài, và nó sẽ là như thế nào? Dao động cùng tần số và ngược pha so với lại ly độ dài. Dựa vào cái dấu trừ này mình có thể kết luận là ngược pha này. Và lưu ý thứ ba, nhận xét thứ ba đó là lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật. Như bài con lắc lò xo thì mình thấy là lực kéo về của con lắc lò xo thì không phụ thuộc vào khối lượng của vật, nhưng đối với lại con lắc đơn thì lực kéo về lại phụ thuộc vào khối lượng của vật treo vào Đó. Đây là hai cái khác nhau của cái lực kéo về của con lắc đơn và con lắc lò xo. Mong là các em sẽ lưu ý cái phần này giúp cô nha. Rồi, có một cái bài tập về lực kéo về trong cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 như sau. Tại một nơi trên trái đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài, đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi M1, F1 và M2, F2 lần lượt là khối lượng và độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết M1 cộng M2 bằng 1,2 kg và 2 lần F2 bằng 3 lần F1. Hãy tính giá trị của M1. Đáp án là câu C. Mình coi là mình phải đi, cô sẽ hướng dẫn cho em cách giải của bài này. Thì mình nhớ là cho cô cái công thức, nhớ lại cho cô công thức tính lực kéo về của con lắc đơn. Thì mình sẽ có là F bằng, cô đã suy ra độ lớn rồi nha, nên lúc này bỏ mất dấu trừ đi. F sẽ bằng là M nhân G nhân sin alpha. Và đối với trường hợp F max thì lúc này alpha của mình chính là bằng chính là cái biên độ gốc
mình thay cái alpha này chính là alpha 0 vào. Thì lúc này S max sẽ bằng là gì? M nhân cho G nhân cho sin, M nhân G nhân sin của alpha 0. Trong đề của mình thấy là gì? Hai đề nó cho là hai con lắc đơn này dao động với cùng chiều dài và với cùng biên độ. Có nghĩa là biên độ nó cùng là alpha. Đúng không nào? Và mình có một nhận xét tiếp theo đó chính là lực kéo về của mình nè, F max nè, nó sẽ tỷ lệ thuận với M. Đặt cùng một nơi nên là G giống nhau rồi. Nên lúc này mình sẽ lập tỷ lệ giữa F1 và F2 như sau. F1 chia cho F2 tỷ lệ thuận nên lúc này là bằng M1 chia M2. Cái phần G với lại phần sin alpha này giống nhau nên mình rút gọn đi hết nè. Lúc này chỉ còn là M1 chia M2 thôi. Đó. Rồi tương tự này, F1 bằng F1 chia F2. Lúc này mình sao? Đề nó cho thêm một cái dữ kiện đó là 2 lần F2 bằng 3 lần F1. Thì từ đây mình có thể rút F1 ra sẽ bằng là 2 lần F2 chia cho 3. Mình thay chỗ đây, F1 bằng 2 phần 3 F2. Được chưa? Tới đây mình rút gọn F2 và F2 thì lúc này tỷ số của mình chỉ còn lại bằng 2 phần 3. Hay mình nhân chéo ra thì lúc này mình có là 3 nhân cho M1 trừ cho 2 nhân cho M2 sẽ bằng là 0. Và mình kết hợp thêm cái dữ kiện của đồ đề cho đó là M1 cộng M2 bằng 1,2 kg. Thì lúc này mình sẽ ra được cái hệ phương trình hai ẩn M1, M2. Thì lúc này mình chỉ cần bấm máy tính thôi, mình sẽ ra được kết quả của M1 sẽ bằng là 0,48 kg. Và mình đổi qua gam là bằng 480 g. Mình chọn đáp án là C. Tương tự đây là một bài tập số 2. Thì cô gợi ý cho các em về nhà làm. Thì ta có công thức F của lực kéo về, F bằng trừ omega trừ M nhân G nhân cho alpha. Trong trường hợp này cô thay sin alpha là alpha luôn, với góc rất là bé. Được không? Thì lúc này cũng có thể bằng là bằng trừ M nhân G nhân S chia cho L. Lúc này em lập cho cô tỷ số F1 chia F2 theo L1, L2, S1, S2. Đó, thì lúc này mình sẽ ra được cái tỷ số F1, F2. Mình chọn kết quả là câu A. Em về nhà giải dùm cho cô ví dụ 2 này nha. Rồi tiếp theo cô sẽ giới thiệu cho em một số công thức tính lực vận tốc và lực căng dây của con lắc đơn. Đầu tiên là công thức tính vận tốc là bằng căn V sẽ bằng căn của 2G nhân L nhân cos alpha trừ cho cos alpha 0. Trong đó G với L mình biết rồi, alpha chính là biên ly độ góc, còn alpha 0 là biên độ góc. Nếu ở vị trí cân bằng thì lúc này alpha sẽ bằng 0. Thì mình thay alpha bằng 0 vào, cos 0 sẽ bằng 1. Thì lúc này V của mình tại vị trí cân bằng chính là V max sẽ bằng là căn của 2GL nhân cho 1 trừ cos alpha 0. Còn ngay tại vị trí biên thì mình biết rồi, đối với dao động điều hòa tại biên thì nó dừng lại vận tốc bằng 0. Hay mình cũng có thể dựa vào công thức này, tại biên thì alpha sẽ bằng alpha 0. Mình thay cos của alpha 0 vào, cos alpha 0 trừ cos alpha 0 triệt tiêu mất bằng 0 đúng không? Thì lúc này V cũng chính là bằng 0. Rồi, khi mà góc alpha mình rất là bé, hay nói cách khác là nhỏ hơn 10 độ, thì lúc này mình sẽ có V là bằng căn của GL nhân alpha 0 bình trừ cho alpha bình. Tương tự, ở vị trí cân bằng sẽ là đạt V max, mình thay vào sẽ bằng alpha 0 nhân căn của G chia L. Còn ở biên thì alpha sẽ bằng là tương tự vận tốc sẽ bằng 0, V min bằng 0. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu về công thức của lực căng dây T. T sẽ bằng M nhân G nhân cho 3 cos alpha trừ cho 2 cos alpha 0. Tương tự như vậy, ở vị trí cân bằng của mình sẽ được T max bằng thay vào alpha sẽ bằng 0 thì cos 0 sẽ bằng 1. Mình thay sẽ được T max sẽ là bằng M nhân cho 3 trừ 2 cos alpha 0. Tương tự thì ở biên thì alpha sẽ bằng alpha 0 và T này sẽ là lúc này sẽ min. Mình thay vào 3 lần cos alpha 0 trừ cho 2 lần cos alpha 0 mình triệt tiêu bớt đi thì sẽ được ra 1 cos alpha 0 và thay vào mình sẽ có T min là bằng mg nhân cos alpha 0. Rồi, khi góc alpha mà rất là bé nhỏ hơn 10 độ thì lúc này mình có thể thay T là bằng mg nhân cho 1 cộng cho alpha 0 bình trừ cho 3 phần 2 alpha bình. Rồi. Bạn nào mà không hiểu lý do tại sao cô được cái công thức nào từ biến đổi ở trên thì mình có thể liên hệ comment ở dưới và cô sẽ trả lời mắc thắc mắc ở sau ha.
Tương tự như vậy thì mình sẽ tính được T max tại vị trí cân bằng và T min ở vị trí biên như là cô đã giới thiệu trên này, công thức ở trên. Và nhớ dùng cho cô là khi mình đã thiết lập qua cái alpha này thì alpha và alpha không mình phải để qua đơn vị là radian. Rồi, phần cuối cùng cô muốn giới thiệu cho các em đó chính là cơ năng của hệ con lắc lắc đơn. Thì cũng có hai phần cơ năng gồm động năng và thế năng. Và thế năng trong trường hợp này chính là thế năng chồng trường. Động năng thì có công thức là bằng 1 phần 2 mv bình. Và mình có thể thay bằng mg nhân l nhân cos alpha trừ cho cos alpha 0. Còn thế năng chồng trường thì mình học rồi, bằng mg nhân z. Và lúc này mình có thể thay biến đổi z là sẽ bằng là l nhân 1 trừ cos alpha. Và cơ năng mình sẽ học nó chính là bằng tổng động năng và thế năng. Được chưa? Lúc này mình sẽ bằng, hoặc là mình bằng thế năng mát. Thế năng mát thì mình sẽ bằng là gì? Thay cái thằng alpha này chính là alpha 0 và tương tự mình có thể biến đổi theo một số công thức phía sau. Trong trường hợp góc alpha của mình là bé thì lúc này mình có thể có công thức như sau. Cơ năng sẽ bằng 1 phần 2 m omega bình nhân s0 bình. Hoặc là mình có thể biến đổi cái s0 ra thì lúc này sẽ bằng là 1 phần 2 m omega bình alpha 0 bình và nhân cho l bình. Đó. Khi mà góc alpha bé thì lúc này mình sẽ thay là cái alpha sẽ ra công thức là bằng gì? Năng lượng V kép sẽ bằng mgl nhân cho alpha 0 bình. Nhớ là alpha và alpha không tính bằng đơn vị radian. Và cô có một số nhận xét sau. Nhận xét thứ nhất đó là cơ năng thì sẽ được bảo toàn. Nhớ động năng và thế năng thì biến thiên theo thời gian, nhưng tổng của nó lại thành cơ năng thì là một đại lượng bảo toàn. Cái phần này khi mà làm trắc nghiệm người ta hay có cái phần này người ta hay nói là người ta hay đặt cái câu là cơ năng là một đại lượng biến thiên, thì câu đó là câu sai. Và cơ năng này sẽ không. Tiếp theo đó là ngay tại vị trí biên thì lúc này là cơ năng chính là thế năng mát, và ngay tại vị trí cân bằng thì là cơ năng chính là bằng động năng mát. Và một số lưu ý cô cần lưu ý cho các em nữa đó là tương tự như là dao động điều hòa cũng như là dao động của con lắc là so, thì đối với là trường hợp con lắc đơn thì dao động điều hòa động năng và thế năng cũng biến thiên tuần hoàn và với cùng tần số góc, cùng tần số và cùng chu kỳ. Nhưng lúc này là omega của mình nó sẽ gấp đôi so với lại tần số góc của dao động điều hòa của x, của s nè, của v và của a nè. Tương tự f phẩy sẽ bằng gấp đôi f của x, của v, của a. Và tương tự là chu kỳ sẽ giảm một nửa, t phẩy bằng t chia 2. Và tương tự mình trước mình cũng nhớ cho cô cái cách nhớ nhanh đó là tần số gấp đôi, chu kỳ giảm nửa. Và trong một chu kỳ thì mình sẽ có 4 thời điểm mà động năng bằng thế năng. Và khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần nó sẽ động năng bằng thế năng chính là bằng 1 phần 4 chu kỳ, T bằng T chia 4. Và tương tự thì mình thấy là động năng và thế năng biến thiên cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau góc là bi. Tất cả các cái lưu ý này nó cũng tương tự như đối với là trường hợp của con lắc lò xo cũng như là trường hợp là dao động biến thiên điều hòa. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô mong các em là sau bài học này có thể nắm cho cô một số công thức cũng như là lý thuyết về con lắc đơn. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.